Dạ, Shop Lan Nguyễn em xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Sơ Mê Công. Em ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại giao lưu của em là 0772997668. Hôm nay em lên giao lưu bàn ghế và một số chanh và đồ gốm, rất mong được cô chú anh chị gần xa ủng hộ em ạ. Đó, hôm nay em giao lưu là mã N nha cô chú anh chị mình. Em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một bộ bàn khá là VIP luôn ha. Một bộ bàn gồm một bàn và 8 cái ghế nha cô chú anh chị. Thông số 8 cái ghế thì kích thước bằng nhau. Đó, em sẽ đo đại diện cho cô chú anh chị mình tham khảo một cái. Vị trí ngang của mặt ghế là 50. Từ chỗ ngồi ra là 40. Tựa lưng em đo được là 58. Từ mặt đất lên chỗ ngồi là 49. Đố ghế là diềm ghế là 9 phân nha cô chú anh chị. Và cái đố chân em đo được là 5 phân rưỡi, gần 6 phân. Toàn bộ là cẳng ốc hết nha cô chú anh chị mình. Đó, phía trên mặt ghế rất là đẹp luôn ha. 8 cái ghế này toàn bộ là gỗ cẩm nha cô chú anh chị mình. Không có pha tạp gỗ nào hết ha. Cẳng ốc đỏ lửa, hai con rồng ở hai bên ha. Đó, tựa lưng thì những cái rẽ quạt nha cô chú anh chị cũng cẳng ốc luôn ha. Đặc biệt ghế này là mặt một lá nha cô chú anh chị mình, mặt một lá dài tới 3 phân luôn ha. Đó, cô chú anh chị mình xem gỗ cẩm cho nên cái vân gỗ rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn. Bộ này em phun bấm rồi nha cô chú anh chị. Đó, diềm ghế thì người ta cũng cẳng luôn ha, từng chi tiết rất là sắc nét. Tám cái kích thước và cẳng đều giống nhau luôn. Đó. Em quay mặt phía sau cho cô chú anh chị mình xem. Ghế rẽ quạt ha. Những mặt hàng mà ghế một lá như vậy cũng rất là hiếm nha cô chú anh chị. Đó, em siêu tầm được cái bộ này khá là đẹp, khá là VIP luôn. Đó, gồm 8 cái gỗ cẩm, hàng cẳng ốc lành lặn và liền lạc ha. Và em đo thông số cái bàn này cho cô chú anh chị mình tham khảo. Chiều dài phủ bì là 1m82. Chiều ngang của mặt bàn là 80. Từ mặt đất lên, cao lên tới bàn là 85. Và em đo cái diềm bàn ở đây là 14 ha. Đặc biệt cái mặt bàn này là một lá nha cô chú anh chị mình, dày tới 5 phân luôn ha. Đó, em quay cận cho cô chú anh chị mình xem, mặt bàn là một lá liền tấm khá là nặng. Xung quanh mặt bàn toàn bộ là cẳng ốc hết nha cô chú anh chị mình, ốc khá là dày dặn ha. Đó, tích ở phía trong là nhị thập tứ hiếu. Đó, cô chú anh chị mình xem giúp em ha. Ốc thì không che vào đâu được nha cô chú anh chị mình. Ốc đỏ lửa vàng chanh xanh lục ha. Mặt bàn với chân bàn là toàn bộ là gỗ hương nha. Đó, chỉ có là 8 cái ghế là gỗ cẩm thôi. Có làm sao thì em báo vậy cho cô chú anh chị mình dễ giao lưu ha. Đó, gỗ gõ mặt bàn hàng một tấm, dày tới 5 phân. Mặt bàn thì phía trên toàn bộ là cẳng ốc hết nha cô chú anh chị mình. Đó, tình trạng ốc thì lành lặn và liền lạc ha, không có xuất ốc. Và ở ghế và mặt bàn cũng không có nứt nẻ nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng cho em bao cho cô chú anh chị mình là lành lặn và liền lạc hết. Diềm bàn xung quanh người ta cũng cẳng hết nữa nha cô chú anh chị. Đó, cái mặt bàn này cẳng ốc khá là dày dặn luôn. Bộ này rất là xuất sắc luôn nha cô chú anh chị. Lâu lâu em siêu tầm được những cái bộ như vậy. Cô chú anh chị mình hôm gài hỏi những cái bộ mà hàng VIP như vậy thì cô chú anh chị mình nhanh tay ha. Mặt bàn gời ha. Đó, khi mà vận chuyển thì em tháo ra để mình đóng gói rất là dễ luôn. Bốn chân sư tử. Đây,
Chân sư tử là hàng liền khối nha cô chú anh chị mình. Đó, con sư tử đó là liền khối. Ở giữa thì người ta đục hai con rồng. Đó, hai con rồng ha. Từ trên xuống dưới con rồng luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, đục rất là sắc nét luôn. Em sẽ đo con sư tử này cho cô chú anh chị mình tham khảo. Đó, cái chân sư tử này là hàng liền khối luôn. Em đo dài tới dưới đây là 42 nha. Đó, đo cái hoành ở đây ha. Em đo cái hoành con sư tử đây là 46. Đó, cô chú anh chị mình xem bốn cái chân sư tử khá là đẹp luôn. Hàng rất là sắc sảo ha. Đây, em đo cái dòng đố chân này lên ha. Đó, trên cùng đây nha cô chú anh chị mình, cái đố ở đây ha. Đố ở đây là 42 nha cô chú anh chị. Mặt bàn rời nha cô chú anh chị, mặt bàn rất là nặng luôn. Tại vì cái mặt bàn á, là dày tới 5 phân. Đó. Mặt bàn, chân bàn là toàn bộ là gỗ hương ha. Chỉ có là 8 cái ghế là gỗ cẩm thôi. Đó, có làm sao em báo vậy cho cô chú anh chị mình dễ giao lưu ha. Hàng thì em bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Đó, toàn bộ là toàn bộ là ghế là mặt một lá và bàn cũng là một lá luôn ha. Đó, nhận hàng mà cô chú anh chị mình kiểm tra hàng không đúng thì cứ hoàn trả về cho em. Rồi chọn bộ này là 9 món nha cô chú anh chị mình, 8 cái ghế và một cái bàn. Em giao lưu với giá là 85 triệu. Đó, bên em bao phí ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo em sẽ qua mã. Đó, bộ này khá là VIP nha cô chú anh chị. Rồi em qua mã 2N. Mã 2N này em có một cặp chanh cha mẹ. Đó. Chiều cao của cặp chanh này em đo được là 1m08. Lọt lòng khung ở phía trong là 88. Vị trí ngang qua là 37. Lọt lòng khung là 18 và độ dày là 3 phân. Tấm này là gỗ gõ mật ha, hàng lành lặn và liền lạc, ở phía trên cẳng chữ là phúc đức ha. Đó. Cặp này cũng tầm 20 năm trở lại thôi nha cô chú anh chị. Ở dưới thì cẳng hai cái bài thơ nói về cha mẹ, rất là ý nghĩa luôn. Lành lặn và liền lạc hết. Đây, phía sau. Đó, em đã làm mắt mới rồi nha. Rồi cặp này em giao lưu với giá là 3 triệu 8 cho mã 2N. Rồi tiếp theo em qua mã 3N. 3N này em có một cặp đôn gỗ gõ nha cô chú anh chị mình. Chiều cao của cặp đôn này em đo được là 80. Mặt đôn em đo được là 34 ha. Đó, cặp này thì được ốp hai miếng đá gỗ gõ mật nha cô chú anh chị mình. Đó, cái này em chưa có làm gì hết nha. Mộc thì tự nhiên nha cô chú anh chị, vân gỗ tự nhiên ha. Đôn lục giác nha cô chú anh chị mình, cao tới 80. Diềm đôn thì xung quanh giống nhau. Đó, ở phía dưới đây. Cặp này em giao lưu với giá là 2 triệu 8 cho mã 3N. Rồi, tiếp theo em qua 4N. Em có một bộ tranh tứ quý ha, gồm 4 miếng kích thước bằng nhau. Em sẽ đo thông số một miếng. Chiều cao là 1m07. Lọt lòng khung là 90. Vị trí ngang qua là 36 và lọt lòng khung em đo được là 20. Đố dày là 3 phân. Phía trên cẳng tích là bát tiên ha. Đó, toàn bộ là gỗ gõ mực nha cô chú anh chị mình. Hàng lành lặn và liên lạc hết. Đó, bộ này thì hàng cũng gần đây thôi. Phía dưới cẳng tích là tùng cúc trúc mai. Đó, 4 mùa nha cô chú anh chị mình, xuân hạ thu đông ha. Em sẽ quay mặt phía sau cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Rồi 3N này em giao lưu với giá là 6 triệu 2. 4N 6 triệu 2. Rồi tiếp theo em qua mã 5.
Mã số 5 này em có một cái tủ trưng bày ha. Tủ này là gỗ gõ mực nha cô chú anh chị mình. Thông số chiều cao trước cho cô chú anh chị mình nắm. Chiều cao là 2m05. Vị trí ngang qua là 1m04. Và chiều sâu của tủ là 46 nha cô chú anh chị mình, gồm hai cánh cửa mặt trước ha. Đó, toàn bộ phía trên là được ốp gương. Còn ở phía trên đây là cẳng là hoa lá tây nha cô chú anh chị mình. Đây đục hoa lá tây ha, còn cẳng những chi tiết bông hoa. Đó, tủ này là gỗ gõ mực, không có pha tạp gỗ nào nha cô chú anh chị mình. Hai cánh cửa mặt trước ha, phía trong là toàn bộ là gương. Đó, gương thì cũng lành lặn và liền lạc. Đó, tuổi đời cũng vài chục năm rồi nha cô chú anh chị mình. Ở hai bên này cẳng là tứ đồ nha cô chú anh chị. Đó. Em sẽ mở hai cánh này cho cô chú anh chị mình xem phía trong. Đó, phía trong có 3 tầng ha. Cô chú anh chị mình để trưng bày rượu với những cái cặp bình nhỏ cũng rất là đẹp luôn. Đó, mặt phía trong cũng lành lặn và liền lạc, không có nứt nẻ nha cô chú anh chị. Đó, yêu thích mã nào thì cô chú anh chị mình chụp hình gửi vô Zalo cho em để em chốt không có lộn mã nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0772997668. Ở gần khu vực miền Tây thì cứ liên hệ với em qua số đó để mình lại shop, mình trực tiếp xem những mặt hàng nha cô chú anh chị. Ở đây thì có hai cái hộc tủ nữa. Đó, đây, hai tập hộc tủ này cũng khá là rộng rãi luôn ha. Đó, mặt phía dưới bên em quay rất là chi tiết ha, cho cô chú anh chị mình nắm. Đây em sẽ quay mặt bên hông cho cô chú anh chị mình xem. Kéo ra một chút ra mới được không? Đó, mặt phía sau cho cô chú anh chị mình xem luôn. Được không? Không được, hơi trực. Đó thì cô chú anh chị mình muốn tham khảo hình ảnh và clip thì em sẽ gửi sau nha. Do cái chỗ em nó hơi hẹp cho nên nhích ra không có được nha cô chú anh chị. Rồi mã số 5N này em giao lưu với giá là 24 triệu ha. Đó, bên em bao phí ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn nha. Cho nên cái giá cũng rất là hữu nghị, cô chú anh chị mình cứ yên tâm khi giao lưu. Rồi tiếp theo em qua mã số 6N. Em có một cái đồng hồ nha cô chú anh chị mình. Đó, đồng hồ Nhật nha, lên cốt chạy 30 ngày nha cô chú anh chị. Vị trí cao lên là 40 và ngang qua là 24 nha. Hoạt động bình thường nha cô chú anh chị mình. Vẫn đổ chuông bình thường ha. Cái này mình lên cốt là sẽ chạy thôi nha cô chú anh chị. Đó, em sẽ mở phía trong ra. Cái này gắn lên nè, tại vì do cái chỗ không có chỗ để cho nên em lấy xuống như vậy nha cô chú anh chị. Em sẽ quay cho nó đổ chuông. 30 phút là nó sẽ đổ chuông một lần. Đó, tiếng chuông rất là thanh luôn nha cô chú anh chị, rất là hay luôn ha. Đây mặt phía sau đây, hàng của Nhật. Rồi em giao lưu với giá là 2,2 triệu cho mã 6N. Tiếp theo 7N này em cũng có một cái đồng hồ Nhật luôn. Chiều cao lên là 41, vị trí ngang qua là 24 ha. Đó cũng là hoạt động bình thường luôn nha cô chú anh chị.
Đó cũng đầy đủ ha, đầy đủ cốt luôn nha cô chú anh chị mình. Ôi cái này đâu, mở đâu rồi. Đó cái này đổ chuông cũng rất hay ha. Đây cũng có đầy đủ nha, có cái này lên có sẵn luôn nha cô chú anh chị mình. 14 ngày, 14 ngày lên cốt một lần. Đó. Này cô chú anh chị mình quay cho nó ngay nó mới đổ chuông ha, còn chịch chút xíu nó cũng không có đổ chuông nữa. Đó. Này chưa có ngay hay sao? Rồi. Tạm thời như vậy đi, tại vì em bao cho cô chú anh chị mình là hàng hoạt động ha, không hoạt động thì cứ trả về cho em. Rồi em giao lưu cái đồng hồ này đây. Đó. Giờ hồi nãy chưa ngay, giờ ngay đổ chuông nha cô chú anh chị. Tiếng chuông cũng rất là hay ha. 7N này em giao lưu với giá là 2 triệu 2. Rồi tiếp theo em có một cái tam sơn hàng cẳng ốc nha cô chú anh chị. Chiều dài em đo được là 62, chiều cao là 21 và chiều cao bậc bên đây là 19 ha. Mặt em đo vị trí mặt ở đây là 22 và mặt rộng là 17 nha. Toàn bộ là gỗ gõ hàng cẳng ốc, cái này cũng trên 20 năm nha cô chú anh chị mình. Đó, ốc đỏ lửa ha. Cái tam sơn này rất là nặng, dày dặn luôn nha cô chú anh chị. Đây, đó mặt sau ha, rất là đẹp. Rồi em giao lưu với giá là 3 triệu rưỡi cho mã 8N. Tiếp theo mã số 9N này em có một cái bình phong cẳng ốc ha. Chiều cao em đo được là chiều cao là 51 nha cô chú anh chị. Đó, chiều ngang qua là 50. 50 51 ha. Đó. Nguyên miếng ở trên đây là toàn là liền khối nha cô chú anh chị, xung quanh là đục những cái bông mai ha. Ở giữa thì là chữ phúc. Đó, cái này cô chú anh chị mình để bàn rất là sang ha, rất là phong thủy luôn. Đây em sẽ quay mặt sau. Đó, liền một tấm phía trên đây ha, còn cái chân thì chân rời nha cô chú anh chị. Ở phía trên đây chỉ có là liền một tấm thôi, hàng dày dặn rất là đẹp luôn. Rồi mã này thì em giao lưu với giá là 8 triệu 2, 9N. Rồi tiếp theo mã số 10N này em có một tấm tranh cha mẹ. Chiều cao lên là 60, vị trí ngang qua là 50, lọt lòng cao là 43, vị trí ngang khung 34 và độ dày là 3 phân ha. Đó, chữ là cha mẹ ha, hai con chim là được khảm ngà nha cô chú anh chị. Rồi còn xung quanh là khảm ốc ha. Tấm tranh này là gỗ gõ ha, hàng lành lặn và liền lạc hết. 10N này em giao lưu với giá là 3 triệu 3. Tiếp theo 11N em có một tấm tranh chữ phúc. Chiều cao lên là 61, vị trí ngang qua là 51 và dày là 3 phân. Đó, cẳng chữ phúc con rồng nha cô chú anh chị mình, gỗ gõ mật ha, hàng lành lặn và liền lạc. Ở đây có sức một miếng ốc chút xíu thôi. Đó, có làm sao em báo vậy cho cô chú anh chị mình dễ giao lưu ha. Đó, hôm nay em cũng thanh lý với giá chỉ có là 2 triệu rưỡi thôi cho mã 11N. Tiếp theo mã 12N em có một tấm tranh cá chép. Chiều dài của tấm tranh này là 80, lọt lòng là 74 và chiều cao là 40, lọt lòng là 33. Độ dày là 3 phân. Đó, hai con cá chép trong chăn ha, gỗ gõ mật. Hàng lành lặn và liền lạc hết tầm 20 năm trở lại thôi nha cô chú anh chị. Mã này em giao lưu với giá là 2 triệu 3. Đó, 12N. Tiếp theo mã số 13, em cũng có một tấm tranh. Đó, tấm tranh ba chữ ha.
ba chữ làm như quả bí nha cô chú anh chị mình, quả bầu quả bí ha. Chiều dài là 1,07 m, lọt lòng khung là 95 và chiều cao em đo được là 50, lọt lòng là 40, độ dày là 3 phân. Toàn bộ xung quanh khung là đều đục nổi hết. Đó, tấm này thì cũng vài chục năm rồi. Đó, hàng này cũng đã ngả màu theo thời gian ha. Gỗ gõ mực nha cô chú anh chị, lành lặn không có nứt nẻ ha. 13N này em giao lưu với giá là 7 triệu 2. Rồi em qua mã luôn. Tiếp theo em có một cặp bình bông. Thông số hai cái kích thước bằng nhau ha. Chiều cao em đo được là 64. Dòng bụng là 64. Và cổ là 27. Miệng bình là 14 ha. Đó, gốm tàu hàng này lành lặn và liền lạc hết nha cô chú anh chị. Tích là Tùng Nai ha. Cái này là chim chỉ phù dung nha cô chú anh chị mình. Đó, em quay mặt. Ủa sao một cái là Tùng Nai, một cái là vậy. Chôm có mộc nha cô chú anh chị mình. Đó, em giao lưu cặp này với giá là 1 triệu tư ha. Rồi tiếp theo em có một cặp bình hàng gốm tàu cũ nha cô chú anh chị. Chiều cao em đo được là 43, dòng bụng là 66, cổ bình là 33 và miệng bình là 20, 17 nha cô chú anh chị mình. Đó, gốm này cũng khá là sâu tuổi ha. À, toàn bộ là vẽ tay nha cô chú anh chị mình khắc ha. Ta khắc xong vẽ lên nha cô chú anh chị mình, tích là những cô tiên. Đó, hàng lành lặn và liền lạc hết. Chôm cũng có một sáu chữ tàu. Cặp này thì hôm nay em cũng thanh lý với giá là 2 triệu 2 nha cô chú anh chị mình, cho mã 15N. Tiếp theo mã 16N này em có một cặp nậm nha cô chú anh chị mình, nậm long ẩn ha. Hàng này là chuẩn vẽ tay hoàn toàn được bọc đồng ha. Chiều cao em đo được là 21 và dòng bụng là 28 ha. Đó, phía trên thì bọc đồng, ở đây cũng có một cái nắp ha. Đó, vẽ tay hoàn toàn long ẩn nha cô chú anh chị. Hai con rồng ha, ẩn ha. Đó, chôm cũng có mộc luôn. Rồi cặp này thì em giao lưu với giá là 800 cho mã 16N. Tiếp theo mã 17, em có một cặp đèn dầu. Chiều cao của cặp đèn này em đo được là 32. Đó, cái bụng này á, cái bụng chứa dầu này là 30 nha cô chú anh chị. Ống khói thì lành lặn và liền lạc hết ha, có tim sẵn nha cô chú anh chị mình, về để châm dầu vô là xài luôn. Đó, cái này hàng cũng sâu tuổi nha cô chú anh chị mình. Hôm nay em giao lưu với giá chỉ có là 400 cho cặp này thôi. Rồi, mã này cũng là mã cuối clip ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Em xin mến chào và hẹn gặp lại.